Kênh thể thao của đài truyền hình Quebec xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ được chứng kiến trận đấu giữa hai đội bóng đang có phong độ rất tốt và sẽ là một trận đấu rất đáng được chờ đợi khi mà những ngày qua cả hai huấn luyện viên của hai đội đã có những tuyên bố rất táo bạo trước báo giới rằng họ sẽ chơi tấn công và sẽ là một trận đấu không khoan nhượng giữa hai đội. Trước khi trận đấu này được diễn ra thì huấn luyện viên của cả hai đội đã có những tuyên bố rất táo bạo, họ sẽ chơi tấn công và cống hiến hết mình cho 90 phút sắp tới. Trước khi trận đấu này diễn ra khoảng 3 tiếng đồng hồ thì bên ngoài sân vận động đã có khá nhiều các cổ động viên đội khách đã đến để cổ vũ cho đội bóng con cưng của họ. Điều đó đã cho thấy được tình yêu mà họ dành cho đội bóng là lớn như thế nào. Nhiệt độ trên sân lúc này là 25 độ C và sức gió là 3 mét trên giây. Vâng, đây có thể coi là một áp lực vô cùng lớn khi mà cổ động viên đội nhà đang tạo ra những âm thanh rất náo nhiệt. Các cầu thủ đội khách cũng cần giữ được cái đầu lạnh và sự tập trung cao độ. Như vậy là trọng tài đã cho trận đấu được bắt đầu. Đường cho phe. Emerson. Họ cần phải thi đấu đột biến và cần sự tỏa sáng bởi những quả bóng sáng tạo hơn để có thể xuyên thủng hàng phòng ngự của đối phương. Sẽ có một tình huống ngắm biên. Sẽ có một tình huống ngã biên. Pha phòng ngự tỉnh táo. Chọc khe. Højbjerg. Emerson. Không chia bóng rất đơn giản. Lấy bóng rất đơn giản. Phối hợp khá đơn giản. Kolachevsky. Phối hợp khá đơn giản. Tình huống khá bất bình vị. Chuyển vào trong. Pha xử lý rất cầu thả. Dứt điểm. Đường cho khe. Cuối cùng thì bàn thắng cũng đã đến. Sau rất nhiều những cơn đau thì họ đã có được thứ mà mình muốn. Đó là một cú phá tấn công rất tốt. Dứt điểm thể hiện cảm giác bóng rất tốt. Một tình huống mà thủ môn đã rất cố gắng nhưng cơ hội để cản phá cú sút trong tình huống này là không nhiều. Có lẽ sau bàn thắng này thì trận đấu sẽ trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều. Những cầu thủ có tính sáng tạo và ngẫu hứng cao như Iniesta, Juan Mata hay Mesut Ozil luôn là những thủ lĩnh được trọng dụng với mọi nhà cầm quân. Rất tốt. Rất nỗ lực. Tình huống nguy hiểm. Phòng thủ rất tốt. Trên thực tế thì đôi khi tấn công lại là một cách phòng thủ rất hữu hiệu. Pha ngăn chặn kịp thời. Một đường chuyền dài. Kolachevsky.
rất chính xác. Kolachevsky. Đường chuyền chuẩn xác. Sessegnon. Pha vào bóng là rất nguy hiểm. Như vậy là một chiếc thẻ vàng đã được trọng tài rút ra. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn. Sanchez, Song Heung-min. Anh sẽ làm gì đây? Pha dứt điểm là góc đùi ở móc. Thiếu chút nữa thì hàng phòng ngự phải trả giá đắt khi cầu thủ này có được khoảng trống và tung ra cú dứt điểm rất nguy hiểm. Bentancur, Emerson, Sanchez, Kolachevsky. Đường chuyền về. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn. Cú sút rất mạnh nhưng chưa có bàn thắng. Khi mà các huấn luyện viên não làm của hai câu lạc bộ đã hiểu rất rõ về đối thủ của mình, thì việc sử dụng linh hoạt chiến thuật sẽ là những nước cờ mang tính quyết định số phận của trận đấu. Nagatomo. Để mất bóng rồi. Bentancur. Lấy bóng rất đơn giản. Kane. Nagatomo. Højbjerg. Hiệp 1 đã khép lại. Chúng ta hãy cùng chờ đợi những sự thay đổi sau 15 phút giờ nghỉ giữa hai hiệp. Hiệp 2 đã bắt đầu và chúng ta hãy cùng hy vọng sẽ có những thay đổi về chiến thuật cũng như lối chơi của hai đội sau giờ nghỉ. Chuyền rất cầu thả, rất bình tĩnh, rất nhịp nhàng, giữ bóng rất tốt, chuyền bóng tốt. Kolachevsky. Bóng lại được đưa vào tầm kiểm soát. Pha phản phá quyết liệt. Song Heung-min. Cơ hội dứt điểm. Một cú sút. Không vào. Tình huống bảo vệ gần như đã đúng trong chân khi mà họ không thể theo sát đối phương. Đó là một tình huống có thể nói là làm thức tỉnh mà phòng ngự đang chơi như mê ngủ. Chuyển vào trong. Rất tốt. Thủ môn đã buộc phải nắm bóng giải nguy. Thủ
các khán giả trên sân đang cổ vũ rất nhiệt tình. Chuyền vào trong. Đường chuyền chuẩn xác. Bentancur, Son Heung-min. Sọc thẳng vào trung lộ. Phòng ngự rất chắc chắn. Không khí trên các khán đài đang rất nóng nhiệt. Đường cho khe. Bentancur. Phối hợp khá đơn giản. Pha phản công. Thi đấu không thật sự hiệu quả và cầu thủ này đã phải rời sân. Bước chuyển dài vào cánh. Nỗ lực chuyền bóng không thành công. Ben Davis. Bentancur. Højbjerg. Một đường chuyền bóng dài. Và phối hợp không thành công. Huấn luyện viên của hai đội đang đưa ra những chỉ đạo rất sắc sảo cho học trò của mình. Højbjerg rất bình tĩnh. Emerson. Cơ hội tấn công. Như vậy là cầu thủ này đã rơi vào tư thế quyết định. Emerson. Chuyền vào. Pha ngăn chặn kịp thời. Chuyền bóng vào trong. Pha dứt điểm không tốt. Các cầu về vẫn đang giữ được cự ly rất tốt. Đấu đang diễn ra rất hấp dẫn. Đường chuyền dài mở cánh. Unde vẫn tiếp tục đi bóng. Thủ môn đã bắt được bóng. Có nhiều khả năng đội chủ nhà sẽ tấn công ở những phút tiếp theo. Giữ bóng rất tốt. Emerson. Son Heung-min. Không về, không biết vị. Không được. Winks. Emerson. Một tình huống biết vị. Sẽ có sự thay đổi người. Huấn luyện viên của hai đội đang đưa ra những chỉ đạo rất sát sao cho học trò của mình. Winks. Son Heung-min. Son Heung-min. Sóng gió đã qua cho cầu môn. Ben Davis. Dứt điểm. Trọng tài đã thổi việt vị trước đó.
Cơ hội cuối cùng của chiến đấu. Sẽ có một tình huống ném biên. Phạm lỗi. Pha đá phạt cho cầu thủ Olympic Marseille. Cự ly sút bóng là tương đối xa và có lẽ sẽ có một tình huống treo bóng. Trọng tài đã bắt được vị trí rất chính xác. Như vậy là trọng tài chính ông Howard Webb đã thổi hồi còi kết thúc trận đấu. Xin mời quý vị và các bạn hãy trở lại trường quay của đài truyền hình Quebec để trao đổi với hai chuyên gia bóng đá Điệp Trường và Anh Trọng.